Giới thượng lưu ngày nay đã quen thuộc với việc lập kế hoạch tài chính, bất động sản và thuế, nhưng liệu họ có quen với việc lập kế hoạch định cư và quốc tịch? Những người thành đạt và giàu có nhất đều đã là những công dân toàn cầu. Thế giới không ngừng chuyển mình và đang thay đổi rất nhanh. Nhiều cá nhân đã thực sự thích nghi với môi trường luôn thay đổi này. Nhiều người trên thế giới đang dần trở thành công dân toàn cầu. Henley & Partners là đơn vị duy nhất hướng tới nhu cầu trở thành công dân toàn cầu. Đôi lúc bạn không lưu tâm đến sự cần thiết này cho đến khi có biến cố xảy ra và lúc đó thì mọi việc đã quá trễ. Thực sự rất tiện lợi khi có nhiều sự lựa chọn. Về chất lượng tuyệt đối của cuộc sống, giáo dục, di chuyển, an ninh và thuế. Bởi vì việc lựa chọn để có quốc tịch thứ hai sẽ giúp bạn trở thành công dân toàn cầu. Và trong thế giới toàn cầu hóa và quốc tế hóa mà chúng ta đang sống, đó là những công cụ mà bạn muốn có được, là biểu tượng tuyệt đối của sự tự do. Rất nhiều người mong muốn con cái được giáo dục ở Anh Quốc hoặc Hoa Kỳ, có khả năng để sinh sống tại nơi bạn muốn, du lịch đến nơi bạn muốn, nuôi dưỡng con cái ở nơi bạn muốn và không phải chấp nhận số phận của gia đình bạn tại nơi bạn sinh ra. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn. Cho nên chúng tôi đã cùng nhau xác định những gì khách hàng muốn, họ có những ước mơ và chúng tôi sẽ giúp biến ước mơ của họ thành hiện thực. Với tôi, Henley & Partners là một đơn vị rất chuyên nghiệp nhưng họ lại rất dễ để tiếp cận. Những buổi trao đổi cởi mở giống như bạn đã quen biết ai đó trong 30 năm. Trong lần gặp đầu tiên, chúng tôi sẽ xác định được rằng chúng tôi có đáp ứng được các mong muốn của khách hàng hay không và khách hàng đó có phù hợp với chúng tôi hay không. Theo quan điểm của tôi, khi nghe khách hàng của mình nói về đơn vị này, cụm từ gia đình xuất hiện nhiều lần trong cuộc nói chuyện. Họ nói rằng họ không cảm thấy như đang nói chuyện với một công ty chuyên nghiệp. Họ cảm nhận được sự thân thiết như trao đổi với người thân. Khi khách hàng đã nhận được những gì họ tìm kiếm, dù là định cư hay nhập tịch, một ngôi trường tốt cho con cái hay một ngôi nhà đẹp, mà khi họ đạt được, thành công của họ cũng là thành công của chúng tôi. Những gì chúng tôi nhận được khi làm việc với Henley & Partners là chúng tôi đã tìm ra câu trả lời nhanh chóng và rõ ràng, và họ có quy trình xử lý nghiêm ngặt để giúp chúng tôi cảm thấy an tâm rằng chúng tôi luôn được hỗ trợ và làm việc với những người chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Một dịch vụ trọn gói tuyệt vời mà bạn sẽ nhận được khi đến với Henley & Partners. Họ biết họ đang làm gì, họ là những người chuyên nghiệp, lịch thiệp và thực sự có năng lực. Họ cung cấp các dịch vụ đích thực cho các cá nhân giàu có đang băn khoăn về thuế, về việc tự do đi lại, về an toàn của gia đình họ. Và đó là những dịch vụ mà Henley & Partners đáp ứng cho khách hàng. Và đó cũng là những gì Henley & Partners đã giúp đỡ các chính phủ xây dựng nên các chương trình. Sự thật là họ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác với các chính phủ để xây dựng các chương trình đầu tư, đồng nghĩa với việc họ thấu hiểu rất rõ các chương trình này. Bởi vì do chính họ đã tự thiết kế ra, họ vẫn đang làm việc với các chính phủ để tạo nên nhiều chương trình nữa. Henley & Partners thực sự là đơn vị đã tạo dựng nên ngành công nghiệp này, đi tiên phong với rất nhiều chương trình định cư và nhập tịch. Tôi chưa từng biết đến đơn vị nào có nhiều kiến thức sâu sắc và có quan hệ mật thiết đến cả hai mặt của vấn đề. Thực tế đã khẳng định họ chính là những chuyên gia hàng đầu. Và đó là những công việc Henley & Partners thực hiện và chúng tôi làm rất tốt.